chào quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chương trình Thời sự tối của Đài Phát Thanh Truyền hình Quảng Nam. Mời quý vị và các bạn dành thời gian theo dõi. Hôm nay thứ Bảy ngày 28 tháng 5, chương trình có một số thông tin đáng chú ý. Lễ kết nghĩa giữa huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa và huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Hội đàm về tình hình an ninh trật tự trên tuyến biên giới Quảng Nam Sê Kông. Nhiều trường học tổ chức tổng kết bế giảng năm học 2021-2022. Phóng sự tích cực chăm lo cho trẻ em, chủ nhân tương lai của đất nước. Thưa quý vị, chiều qua tại Trung tâm Hội nghị huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa và huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Tại lễ kết nghĩa, lãnh đạo hai huyện Ngọc Lặc, Nam Giang đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương trong thời gian qua và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Huyện Ngọc Lặc và huyện Nam Giang đã ký kết bản kết nghĩa giữa hai địa phương với mục tiêu tăng cường mối quan hệ giao lưu hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai huyện, phát huy và khai thác tốt tiềm năng thế mạnh của từng địa phương, nhất là trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Ủy ban nhân dân hai huyện sẽ xây dựng kế hoạch chỉ đạo triển khai thực hiện trên từng lĩnh vực cụ thể. 2 năm một lần, hai huyện luân phiên tổ chức hội nghị sơ kết, kết hợp tổ chức các hoạt động để đánh giá kết quả hợp tác kết nghĩa. Tại lễ kết nghĩa, huyện Ngọc Lặc tặng nhà tình nghĩa cho 5 hộ nghèo huyện Nam Giang với tổng giá trị 250 triệu đồng, thể hiện tinh thần đoàn kết gắn bó để cùng nhau phát triển. Ngày 27 tháng 5 tại tỉnh Sê Kông, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam do Đại tá Lưu Văn Thiện, Phó Chỉ huy trưởng làm trưởng đoàn, đã hội đàm với đoàn công tác của Sở Công an tỉnh Sê Kông Lào do Thiếu tướng Sộm Xe Phula Mạc Hamnay, Giám đốc Sở Công an tỉnh Sê Kông làm trưởng đoàn. Tại buổi hội đàm, hai bên đánh giá tình hình an ninh trật tự trên tuyến biên giới Quảng Nam Sê Kông trong những năm qua cơ bản ổn định, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi bên. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề nổi lên có thể làm phức tạp tình hình an ninh trật tự trên tuyến biên giới. Trên tinh thần đoàn kết, sự tin tưởng, hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã trao đổi và thống nhất trong thời gian tới tăng cường phối hợp trao đổi thông tin về hoạt động của các loại đối tượng và tội phạm có liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, như vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí vật liệu nổ, tội phạm ma túy liên kết với các tổ chức, đường dây tội phạm xuyên quốc gia, mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép, các hoạt động di cư tự do, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, tuần tra kiểm soát, hoạt động xuất nhập cảnh qua lại biên giới, kịp thời phát hiện, phối hợp giải quyết xử lý các vụ việc xảy ra đúng quy định. Trường hợp cần thiết có thể phối hợp xây dựng kế hoạch chung, đấu tranh với tội phạm, xâm phạm an ninh quốc gia hai bên biên giới. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vừa phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Hội luật gia và Đoàn luật sư Quảng Nam ký kết chương trình phối hợp về giám sát và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo, phản ánh kiến nghị của công dân giai đoạn 2022-2027. Nội dung phối hợp gồm tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, giải thích các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về tiếp công dân, khiếu nại tố cáo, phản ánh kiến nghị, giúp nhân dân hiểu và thực hiện đúng đầy đủ quyền nghĩa vụ của mình, tham gia thực hiện tốt pháp luật về hòa giải ở cơ sở, kiến nghị, đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở, tập huấn nâng cao kỹ năng giám sát của Ban Thanh tra Nhân dân về trách nhiệm của chính quyền cấp xã trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phát hiện kiến nghị chính quyền các cấp, giải quyết kịp thời những vụ việc phức tạp tồn đọng kéo dài gây bức xúc trong nhân dân, tăng cường hiệu quả giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đối với việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của chính quyền các cấp, thường xuyên trao đổi cung cấp thông tin về tình hình tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo, phản ánh dư luận xã hội về những vụ việc khiếu kiện đông người phức tạp kéo dài, vượt cấp để lựa chọn, xây dựng kế hoạch giám sát phù hợp, chia sẻ kinh nghiệm tham gia giải quyết các vụ việc khiếu nại đông người phức tạp kéo dài, đồng thời phát hiện đề xuất sửa đổi bổ sung hoàn thiện chính sách pháp luật và biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phản ánh kiến nghị của công dân tại địa phương. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Quảng Nam, đến cuối năm 2021, tổng diện tích rừng trồng của tỉnh trên 216.000 ha, trong đó diện tích rừng trồng thành rừng hơn 156.000 ha và diện tích chưa thành rừng hơn 60.000 ha. Tuy nhiên, qua số liệu báo cáo của các địa phương và cơ quan quản lý thì chất lượng rừng trồng trên địa bàn tỉnh còn thấp, năng suất chưa cao. Sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng bình quân hàng năm đạt khoảng 1.450.000 mét khối, năng suất bình quân đạt 70 đến 75 mét khối mỗi hecta chu kỳ 5 năm. Về trồng rừng gỗ lớn, từ năm 2019 đến nay, tổng diện tích trồng rừng chỉ đạt khoảng 2.300 ha, thấp hơn nhiều so với kế hoạch đề ra là 10.000 ha, chủ yếu là người dân tham gia trồng theo kế hoạch hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn của tỉnh. Tính đến tháng 5 năm 2022, Quảng Nam có gần 6.532 ha rừng trồng được cấp chứng chỉ FSC, gồm Công ty Cổ phần Lâm Đạt Sản xuất khẩu Quảng Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khương Đài, Công ty Winafor và nhóm hộ thực hiện theo dự án SPARP tại hai huyện Hiệp Đức và Tiên Phước. Có 5 địa phương đã triển khai đánh giá và cấp chứng chỉ FSC, gồm Tiên Phước, Hiệp Đức, Núi Thành, Phú Ninh và Đại Lộc. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa ban hành kế hoạch 3187 về tổ chức chương trình kích cầu nhằm từng bước khôi phục phát triển hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, góp phần gia tăng lượng khách du lịch đến Quảng Nam. Các nhóm sản phẩm kích cầu thu hút khách du lịch gồm sản phẩm nghỉ dưỡng biển cao cấp Mice Group, sản phẩm chăm sóc sức khỏe Spa, sản phẩm du lịch trải nghiệm về với thiên nhiên, rừng núi, biển đảo. Các điểm do nhà nước quản lý được giảm phí tham quan. Phố cổ Hội An, làng rau trà quế, rừng dừa Bảy Mẫu, làng gốm Thanh Hà, Cù Lao Chàm. Cùng với đó là các gói dịch vụ và trải nghiệm, sản phẩm giá sốc khung giờ vàng, thông tin các gói sản phẩm ưu đãi kích cầu chung và sản phẩm ưu đãi khuyến mãi riêng của doanh nghiệp, sản phẩm giờ vàng giá sốc được cập nhật trên kênh Visit Quảng Nam, quarnamtourism.com.vn, vhttglqnam.gov.vn và nền tảng mạng xã hội Facebook, Zalo, TikTok, Instagram. Chương trình Quảng Nam Cảm xúc mùa hè diễn ra từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2022 với các hoạt động như Festival Biển, Hội An Cảm xúc mùa hè, show diễn thời trang Vùng trời bình yên, lễ hội âm nhạc và ẩm thực biển An Bàng, chương trình du lịch Cù Lao Chàm, đảo xanh huyền thoại, lễ hội miền biển Cù Lao Chàm, Festival Tơ lụa thổ cẩm Việt Nam và thế giới, Festival điêu khắc đương đại, liên hoan nghệ thuật bài chòi khu vực Trung Bộ. Tối qua, Công ty Bảo hiểm Nhân Thọ Quảng Nam đã thực hiện công tác chi trả theo hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho khách hàng gặp rủi ro tại huyện Đại Lộc với tổng số tiền chi trả 550 triệu đồng. Năm 2020, khách hàng Hồ Thị Thùy Trang ở xã Bình An, huyện Thăng Bình tham gia một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tại chi nhánh Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Quảng Nam tại huyện Đại Lộc với mức phí 10.200.000 đồng mỗi năm, thời hạn hợp đồng bảo hiểm 15 năm với sản phẩm bảo hiểm là an phát trọn đời. Ngày 1 tháng 5 vừa qua, chị Trang không may qua đời do tai nạn giao thông. Ngay sau khi nhận được thông tin, đại diện công ty đã đến nơi thăm hỏi động viên gia đình khách hàng sớm vượt qua nỗi đau mất người thân. Đồng thời, gia đình khách hàng cũng được công ty nhanh chóng tiến hành giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Chỉ trong vòng 1 tuần kể từ khi gia đình khách hàng hoàn tất hồ sơ yêu cầu thanh toán quyền lợi bảo hiểm và quyết định thực hiện chi trả 500 triệu đồng theo hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và 50 triệu đồng theo hợp đồng bảo hiểm Bảo An gia đình Việt. Tổng số tiền chi trả 550 triệu đồng. Theo đúng cam kết trong hợp đồng, Bảo Việt Nhân Thọ Quảng Nam là thành viên của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ, hiện đã và đang đồng hành với hơn 100.000 khách hàng, chi trả tiền bảo hiểm và đáo hạn với tổng giá trị lên đến 150 tỷ đồng. Hiện nay, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ có gần 240.000 cán bộ và tư vấn viên trên khắp các tỉnh thành, và họ đều kiên tâm hướng tới mục tiêu bảo vệ gia đình Việt, bảo vệ lợi ích người Việt, mang lại thịnh vượng và bình an cho mỗi mái ấm gia đình. Sáng nay tại thành phố Tam Kỳ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc giải bơi vô địch tỉnh Quảng Nam năm 2022. Đây là môn thi đấu thứ 10 trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Nam lần thứ 9 năm 2022. Giải đấu năm nay có sự tham dự của 150 vận động viên đến từ 12 huyện, thị xã, thành phố và các ngành. Các vận động viên tham gia thi đấu tranh chấp 14 bộ huy chương dành cho nam và nữ ở 7 nội dung gồm 50m bơi tự do, 100m bơi tự do, 50m bơi ếch, 100m bơi ếch, 50m bơi ngửa và 2 nội dung tiếp sức, 4x100m tự do, 4x50m tự do. Giải đấu năm nay không giới hạn độ tuổi thi đấu nên có rất nhiều vận động viên nhí tham gia tranh tài. Điều này cho thấy phong trào học bơi trên địa bàn tỉnh đang phát triển rất mạnh. Giải đấu là dịp đánh giá trình độ chuyên môn của vận động viên thuộc các địa phương, đơn vị, nâng cao năng lực tổ chức cũng như thúc đẩy phong trào tập luyện môn bơi trong nhân dân, nhất là đối với đối tượng thanh thiếu niên, học sinh. Giải sẽ bế mạc vào sáng mai ngày 29 tháng 5. Hôm qua, trường Trung học phổ thông chuyên Lê Thánh Tông tổ chức lễ tổng kết năm học 2021-2022. Năm học này, cũng như các trường học trên cả nước, trường chuyên Lê Thánh Tông đã triển khai công tác dạy và học trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, thích ứng linh hoạt qua các hình thức dạy trực tuyến và trực tiếp. Trong khó khăn chung, thầy trò nhà trường đã vượt qua đạt được nhiều thành quả ấn tượng. Toàn trường có 395 em đạt giải kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó có 23 học sinh được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia. Đáng phấn khởi là sau khi thi tuyển, nhà trường tiếp tục có các học sinh đạt các giải cao tại kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc, trong đó có cả học sinh lớp 10 đạt giải. Đánh dấu mốc son thành tích của tỉnh Quảng Nam sau nhiều năm xuất hiện học sinh lớp 10 đạt giải cao tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Ngoài ra, nhiều học sinh của trường còn đạt kết quả ấn tượng trong các cuộc thi khác như đường lên đỉnh Olympia do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, các kỳ thi tin học, thi Olympic các môn học trong phạm vi khu vực và quốc gia. Cùng với việc nâng cao chất lượng dạy học, trường Trung học phổ thông chuyên Lê Thánh Tông còn chú trọng bồi dưỡng và phát triển các kỹ năng xã hội cho các em, tạo điều kiện để các học sinh hình thành và tham gia 4 câu lạc bộ hoạt động xã hội, tổ chức các lớp dạy nghề cho học sinh. Sáng nay, trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Tam Kỳ tổ chức lễ bế giảng năm học 2021-2022. Năm học 2021-2022 là năm gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 xảy ra, phải thay đổi nhiều phương án dạy học, ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch dạy và học. Song thầy và trò trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi phấn đấu vượt qua những khó khăn để thi đua dạy tốt, học tốt, hoàn thành chương trình giáo dục năm học đề ra. Năm học 2021-2022, toàn trường có hơn 1.100 học sinh được xếp hoàn thành chương trình lớp học, đạt tỷ lệ trên 99%. Hơn 600 em hoàn thành xuất sắc các nội dung môn học và rèn luyện, và hơn 200 em đạt danh hiệu học sinh tiêu biểu và hoàn thành tốt môn học. Có 15 trên 30 lớp được bình bầu lớp xuất sắc tiêu biểu và 15 lớp xuất sắc. Đặc biệt, em Lê Minh Dũng lớp 5 trên 5 đã đạt nhiều thành tích trong học tập và trong các hội thi do ngành tổ chức, nên được Hội đồng thi đua nhà trường chọn là học sinh xuất sắc tiêu biểu nhất trường và đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố khen thưởng. Trường Trung học cơ sở Kim Đồng, thành phố Hội An hôm nay cũng đã tổ chức lễ tổng kết phát thưởng và bế giảng năm học 2021-2022. Năm học này dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng với thành tích nhiều năm là trường dẫn đầu phong trào thi đua khối trung học cơ sở của tỉnh, trường Trung học cơ sở Kim Đồng tiếp tục tổ chức tốt việc giáo dục đạo đức và học tập cho học sinh. Từ phong trào thi đua hai tốt và xây dựng nhà trường hạnh phúc, nhiều nhân tố mới đã xuất hiện. Kết thúc năm học, 32 lượt giáo viên đạt chiến sĩ thi đua cơ sở, 100% giáo viên đạt lao động tiên tiến, có 34 sáng kiến được xếp loại cấp thành phố. Nhà trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả rèn luyện 100% học sinh đạt chất lượng hành kiểm tốt khá, 100% học sinh tốt nghiệp lớp 9. Dịp này, nhà trường đã tuyên dương khen thưởng gần 400 học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp thành phố và cấp trường. Nhân dịp bế giảng năm học 2021-2022 và chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi ngày 1 tháng 6, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank chi nhánh Quảng Nam tổ chức trao tặng 142 suất quà, mỗi suất 300.000 đồng cho học sinh trường mẫu giáo Quế An, huyện Quế Sơn. Trong năm học 2021-2022, Vietcombank Quảng Nam cũng tài trợ 5 tỷ đồng xây mới trường mẫu giáo Quế An. Ngôi trường được xây dựng với quy mô 2 tầng gồm 6 phòng học, khu hiệu bộ và các phòng chức năng, góp phần đảm bảo tốt hơn các điều kiện nuôi dạy trẻ. Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức chương trình Chắp cánh ước mơ năm 2022. Chương trình có sự đồng hành của đại diện cửa hàng nội thất Hải Thuyền cùng một số doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương, cửa hàng nội thất Hải Thuyền cùng một số doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh ân cần thăm hỏi đời sống các em học sinh, biểu dương những nỗ lực cố gắng của các em trong quá trình học tập và rèn luyện, đồng thời trao tặng 41 chiếc xe đạp, mỗi chiếc trị giá 2 triệu đồng cho 41 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập. Đồng thời, đại diện cửa hàng nội thất Hải Thuyền cùng một số doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 500 tập vở và 2 triệu đồng tiền mặt chung tay thực hiện chương trình thắp sáng niềm tin do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Duy Phước tổ chức vào đầu tháng 6 năm 2022. Thưa quý vị, với mong muốn mang đến một Ngày Quốc tế Thiếu nhi tràn ngập yêu thương, ấm áp, đầy đủ cho các cháu thiếu nhi, trong những ngày qua, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, trao tặng quà cho trẻ em, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng cao, vùng xa. Đây là chương trình tặng quà cho các em thiếu nhi xã vùng cao Phước Gia, huyện Hiệp Đức do Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với huyện Hiệp Đức tổ chức. Tại chương trình, các em được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, tham gia các trò chơi, đố vui có thưởng và được nhận nhiều phần quà ý nghĩa. Đối với các em vùng miền núi còn nhiều khó khăn thiếu thốn, đây thực sự là ngày hội, là sự khích lệ động viên các em nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên đạt nhiều thành tích trong học tập. Phối hợp, chăm lo, chăm sóc đến trẻ, tổ chức các hoạt động cụ thể như là đi đến thăm, tặng quà cho trẻ em khó khăn, đặc biệt là em mà có những thiệt thòi cuộc sống, rồi tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng nhân ngày 1 2016 phối hợp với lại chỉ đạo tiêu phòng dục phối hợp với hội khuyến học rồi phòng hoạt động xã hội tổ chức cái tuyên dương ngày 16 cho các em mà có thành tích học tập xuất sắc được tổ chức vào đúng ngày 16 năm 2022. Để có thể mang đến cho các em một mùa quốc tế thiếu nhi trọn vẹn đúng nghĩa của tuổi thơ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành công văn hướng dẫn các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở ban ngành, hội đoàn thể, tổ chức xã hội, cá nhân có hình thức động viên tặng quà, học bổng cho trẻ em. Quan tâm đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vừa có học giỏi, trẻ em bị bạo lực hoặc bị xâm hại, trẻ em mắc các bệnh hiểm nghèo, trẻ em sống tại các cơ sở trợ giúp xã hội. Đồng thời chủ động vận động các nguồn xã hội hóa để đảm bảo tất cả mọi trẻ em đều có quà trong dịp quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Tham mưu cho Ủy ban tỉnh ban hành cái kế hoạch 2898 ngày 10 tháng 5 năm 2022 triển khai các cái hoạt động tuyên truyền, vận động các cái tổ chức cá nhân, doanh nghiệp chung tay hỗ trợ một cái việc làm thiết thực cụ thể cho trẻ. Đối với Sở Lao động, cơ quan thường trực của Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và bảo trợ trẻ em thì chúng tôi tham mưu cho thường trực tỉnh quỹ, thường trực quỹ ban đi thăm tặng quà cho một số điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Những hoạt động trong dịp quốc tế thiếu nhi năm nay thể hiện sự quan tâm của gia đình xã hội để các em có thêm động lực phấn đấu học tập rèn luyện. Những món quà ý nghĩa, sân chơi lành mạnh, những buổi giao lưu bổ ích được tổ chức thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể chăm lo cho các em thiếu nhi, chủ nhân tương lai của đất nước. Thưa quý vị, đâu đó giữa yên bình cuộc sống vẫn còn những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng. Một hoàn cảnh rất đáng thương tâm, đó là trường hợp của vợ chồng anh Huỳnh Thắng và chị Nguyễn Thị Liên ở tại thôn Trung Nam, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn. Người chồng bị mù, còn vợ thì lại bị bệnh hiểm nghèo. Ngôi nhà của gia đình gồm 8 người của vợ chồng anh Huỳnh Thắng và chị Nguyễn Thị Liên tại thôn Trung Nam, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn. Nhờ các tổ chức từ thiện giúp đỡ xây dựng, nay đã xuống cấp trầm trọng, lại thêm vắng bóng người. Từ trước tới nay, chị Liên làm trụ cột gia đình, mọi sinh hoạt chi phí cho người chồng bị mù bẩm sinh và 6 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn đều trông chờ vào thu nhập từ lao động phổ thông của chị Liên. Thế nhưng cách đây 4 năm, căn bệnh ung thư đã gần như lấy đi sức lao động của chị, khiến gia đình vốn đã khó khăn, nay lại càng khó khăn hơn. Tôi hồi trước kia thì tôi buôn bán làm ăn, mà tôi bệnh hoạn mấy năm nay không làm chi được hết, cũng nhờ về ông chồng không, rồi mấy đứa con đi học. Từ tôi thì 3-4 năm nay không làm được cái chi hết thôi, trừ đó thôi, cũng nhờ các cơ quan nhà nước giúp đỡ cho tôi. Khi con tôi thì dạ, tôi trừ hiện tại giờ tôi cũng qua kinh tế lên tới xuống, biết được không làm được cái chi hết. Qua 4 năm trời cầm cự với căn bệnh ung thư não hiểm nghèo đã khiến chị Liên co rút nửa người, đi lại khó khăn. Qua 2 lần phẫu thuật, gia đình không thể xoay sở thêm tiền cho những lần điều trị tiếp theo. Mong muốn lớn nhất của gia đình là có khoản tiền trước mắt để chị Liên có thể tiếp tục chữa trị, đồng thời chăm lo cái ăn, cái uống cho các con và cả người chồng mù cũng đang hết sức bế tắc. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ anh Huỳnh Thắng và chị Nguyễn Thị Liên, thôn Trung Nam, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam, hoặc địa chỉ từ thiện Đài Phát Thanh Truyền hình Quảng Nam, 58 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ. Đến đây chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Quảng Nam xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Bây giờ như thường lệ sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết do Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Nam cung cấp.